chân trời mới. Năm thứ 36, văn phẩm nguồn sống phát hành. Mừng ngày thân phụ mẫu. Số 3, năm 2022. Hồi ức về mẹ. Cô Alexa Chuyên, một nhà văn ở Alexandria, đang thực hiện một cuốn hồi ký bao gồm trải nghiệm của mẹ cô. Dưới đây là phần hồi ký về mẹ của cô trong cuộc chiến 80 năm trước. Theo thông tin từ Liên Hiệp Quốc, khi cuộc chiến Ukraine-Nga xảy ra vào ngày 24 tháng 2 đến nay, đã có hơn 5 triệu người Ukraine tháo chạy khỏi đất nước mình. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu đứa trẻ buộc phải rời khỏi nhà mình? Một số trốn thoát bằng xe lửa, số khác bằng đường bộ. Tôi không biết những đứa trẻ này còn có thể gặp lại cha mẹ của mình không? Có bao nhiêu người sẽ trở thành trẻ mồ côi trong chiến tranh như mẹ tôi? Năm 1943, mẹ tôi cùng chị gái của mình là bà Galina bỏ trốn khỏi Kharkiv. Khi ấy mẹ tôi chỉ mới 9 tuổi. Họ bị kẹt giữa quân Đức ở phía Tây và người Nga ở phía Đông. Lúc đầu hai chị em được một sĩ quan Đức đưa trốn bằng xe, nhưng sau đó phải đi bộ. Họ không có hộ chiếu, không giấy tờ tùy thân, cũng không có quần áo để thay. Hành lý họ có chỉ là một cuốn album ảnh, nhưng đã bị mất vài ngày trước. Mùa buồn. Một hiện tượng theo mùa, một năm hai lần, ngay cả xe tăng cũng không thể vượt qua được. Mẹ tôi không biết nhiều về mùa buồn, bà chỉ nhớ buồn đã hút chân và kéo bà xuống như thế nào. Mẹ tôi không nói về nỗi đau của mình, nhưng lại nhớ rất rõ về đôi giày mà chị gái bà mang. Đôi giày được cạy ra từ xác chết của một người lính, mà sau này phải cắt đôi giày ra khỏi bàn chân thâm đen và đầy máu của dì tôi. Dù vậy, hai bà vẫn tiếp tục bước đi trên khắp Ba Lan và sau đó là các quốc gia chưa tồn tại và một số quốc gia không còn tồn tại như Hungary, Nam Tư, Romania, tiệp khác. Hai năm sau khi chạy trốn, hai chị em bị phân rẽ ở biên giới Đức. Trong sự hỗn loạn sau đó, tên của mẹ tôi bị thay đổi nhiều lần. Cuối cùng nó được thay đổi theo họ chồng. Danh tính của bà và mối ràng buộc cuối cùng với quê hương cũng mất đi mối liên hệ từ đó. Năm 2014, tôi đọc được thông tin của dì tôi trên mạng xã hội. Dòng cuối cùng của cáo phó là lời cầu xin. Em gái tôi mất tích ở đâu? Tôi tìm hiểu biết được dì tôi đã qua đời 18 tháng trước đó. Dì có cuộc sống sung túc về già và có một đứa con gái đặt theo tên mẹ tôi. Dì di cư đến Toronto, Canada vài tháng trước khi mẹ tôi tìm cách tị nạn ở Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ sống cách nhau 5 giờ lái xe. Dù đã muộn, nhưng ít nhất giờ đây chúng tôi cũng được biết những gì đã xảy ra. Vào năm 2019, tôi đưa mẹ tôi đến Kharkiv. Chúng tôi đi tìm kiếm hồ sơ, manh mối, bất cứ thứ gì có thể truy ra tên cha mẹ của bà, nơi sinh của họ hoặc những câu trả lời khác. Dì Galina đã không nói về gia đình, ngay cả với con gái của mình. Cũng giống như tôi, chị họ đã lớn lên với một bóng mờ. Kharkiv ôm lấy người mẹ 85 tuổi của tôi. Nhiều người đã tận tình dành thời gian của họ để giúp mẹ tôi tìm thêm thông tin. Tại cơ quan lưu trữ quốc gia Kharkiv, chúng tôi đã tìm lý lịch của mẹ với tên đầy đủ trong chữ viết Cyrillic ban đầu của nó. Thật trớ trêu khi việc lưu giữ hồ sơ tỉ mỉ về cỗ máy giết người của Joseph Stalin đã bảo tồn một phần nhỏ bé này của ông tôi. Người đã bị hành quyết 2 tháng sau khi bị bắt, thi thể của ông bị vứt trong một ngôi mộ tập thể bên ngoài Kharkiv cùng với 4.000 người Ukraine bị đàn áp khác. Đau buồn thay, ngày 1 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệu lực hợp pháp hóa việc sử dụng các ngôi mộ tập thể trong các cuộc xung đột quân sự.
Tháng trước tôi hỏi một cô bạn rằng liệu cô có rời khỏi Kharkiv không? Thật sự tôi không muốn cô ấy mất gia đình như mẹ tôi, nhưng cô ấy đã chọn ở lại với những người thân yêu của mình. Người dân Ukraine đang sống trong nỗi sợ hãi, sợ mất người thân, mất bạn bè, sợ Ukraine thất thủ. Dù không liên lạc được với người thân, bạn bè, nhưng tôi tự nhủ rằng họ vẫn sống sót. Họ là người Ukraine. Tôi tự nhắc mình họ sẽ sống sót giống như mẹ tôi. Ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, mẹ tôi nói, cuộc chiến này nó tồi tệ hơn nhiều so với những gì mẹ đã trải qua. Cuộc chiến của mẹ, nó chẳng là gì so với cuộc chiến này. Nó chỉ là pop, pop, vài tiếng nổ nhỏ. Tôi cố gắng hiểu điều đó tồi tệ hơn so với Thế chiến thứ hai. Những bóng ma ám ảnh cuộc đời mẹ tôi đến tận bây giờ. Một thế hệ khác đang đi trên con đường khủng khiếp tương tự. Và còn bao nhiêu triệu người nữa sẽ sống chung với linh hồn. Tác giả Andrew Huỳnh. Mẹ ơi, mẹ của con, mẹ đã tạo thành hình hài này. Mẹ đưa con vào cuộc đời này. Công ơn mẹ rộng lớn biết mấy. Dùng con từ áo thơ, mẹ đã dạy con biết ơn người và thứ tha người, kính yêu trời và mến thương người. Con không muốn cảm ơn, chỉ miệng môi con thôi nói xuống. Bài viết của Trang Thư. Kết thúc năm học với tấm bằng cử nhân trên tay, Kiều hăm hở muốn chạy ngay về nhà để khoe với ông ngoại kết quả bao năm vui mài kinh sử của mình. Nhưng niềm vui chưa trọn khi Kiều chợt nhớ ra rằng ông ngoại đã về với Chúa vài tháng trước. Tâm trạng hụt hẫng, Kiều cảm thấy lòng mình nhen nhóm một nỗi buồn khôn xiết. Hôm sau Kiều đi thăm mộ ông. Sau khi nhổ vài cọng cỏ mọc che tấm bia, Kiều chăm chú cắm vào bình bó bông hồng trắng. Ngồi xuống cạnh mộ, Kiều đưa ngón tay lần theo đường viền bức ảnh của ông trên tấm bia. Nước mắt chảy dài trên má. Kiều nhớ ông ngoại, da diết. Ông ngoại Kiều có tất cả 5 cháu nội và 7 cháu ngoại. Có lúc trong gia đình, chị em Kiều cũng hỏi chơi với nhau rằng trong 12 đứa cháu này, đứa nào được ông thương nhất? Người ta thường nói, bàn tay có ngón ngắn ngón dài, không ai có thể thương con cháu một cách đồng đều được. Ông ngoại cũng vậy, ông không thương tất cả đều nhau, mà trong 12 đứa, đứa nào cũng được ông thương nhất, và ông cũng thể hiện cho cả 12 đứa biết rằng đứa nào cũng được ông thương nhất. Ông thương mỗi một đứa, chăm sóc mỗi một đứa một cách đặc biệt riêng. Ông ngoại không bao giờ to tiếng hay la rầy bất kỳ đứa nào, nhưng dạy dỗ các cháu cách nhẹ nhàng bằng những câu chuyện kể, bằng những lời tâm tình ông cháu. Ông ngoại hay nói rằng, việc răn đe, trách phạt là trách nhiệm của cha mẹ, còn phần của ông bà là thương yêu, chăm sóc, cổ vũ và cầu nguyện. Trong đám cháu thì Kiều may mắn được sống với ông những năm đầu đời của mình. Vì vậy, Kiều chịu ảnh hưởng trong cách suy nghĩ và sự dạy dỗ của ông rất nhiều. Hồi Kiều mới biết bập bẹ, ông hay cõng Kiều đi chung quanh vườn, dạy Kiều đọc thuộc lầu lầu những bài ca dao, tục ngữ.
bữa ăn đầu tiên Kiều nấu, cũng là nấu cho ông ngoại, dù đó là một bữa ăn giả bộ, làm bằng lá cây trong vườn. Nhưng ông thích lắm. Đến sau này, Kiều lớn rồi ông vẫn còn nhắc. Ông hay ngâm nga với Kiều: còng cọc bắt cá dưới sông, mấy đời cháu ngoại dỗ ông bao giờ. Còng cọc bắt cá dưới bầu, ông ngoại tôi giàu, tôi dỗ heo quay. Heo quay là món ăn yêu thích nhất của ông ngoại. Trong trí nhớ của Kiều về lúc nhỏ, hình như ông ngoại chẳng bao giờ trông giữ Kiều. Ngoài thời gian ông cháu chơi với nhau, còn lại đều là Kiều giữ ông ngoại. Ông hay nói: ông ngoại nằm nghỉ, con giữ ông ngoại nha. Ông tin rằng Kiều sẽ vì tinh thần trách nhiệm sẽ không đi phá phách mà chỉ ngồi đó canh giữ ông. Và Kiều đã ngồi yên đó thật. Đó là cách ông dạy Kiều sống trách nhiệm ngay từ lúc còn nhỏ. Ông dạy sống trách nhiệm bằng cách tin tưởng chứ không phải nghi ngờ. Tình cảm và sự liên kết giữa Kiều với ông ngoại là một điều rất thiêng liêng, không thể diễn tả bằng lời. Những câu chuyện kỷ niệm của hai ông cháu cũng không kể hết được trong một sớm một chiều. Trong cuộc đời mình, con cháu là quan trọng nhất đối với ông ngoại. Mong ước của ông là thấy các con, các cháu học hành giỏi giang, có một cuộc sống ổn định và có được một sự giáo dục tốt để sống thành những con người tốt, là những con người sống đẹp lòng Chúa. Ông kể rằng, sau khi ông đi học tập cải tạo về, ông cho rằng cuộc đời mình vậy là hết rồi, không còn hoài bão, lý tưởng hay mục đích gì nữa. Nhưng rồi trong sự thương xót của Chúa, ông tìm đến một nhà thờ Tin Lành. Ở đó, ông nghe bài giảng về sự vượt sông Giô-đan của người Do Thái. Khi người Do Thái ra khỏi Ai Cập, đã đi ở trong sa mạc khoảng 40 năm trước khi đến được vùng đất hứa. Nhưng để vào được đất hứa thì họ phải băng qua sông Giô-đan, là một con sông nước lớn và sâu. Lúc đó, Chúa kêu các trưởng lão khiêng hòm giao ước đi trước đoàn dân và bước xuống nước. Khi các trưởng lão làm theo thì nước biển tách ra để dân chúng đi qua. Các trưởng lão cứ đứng như vậy cho đến khi tất cả đều qua biển. Và từ đó, mục đích sống của ông ngoại là khiêng hòm giao ước cho con cháu mình vượt biển vào đất hứa. Ông sống một đời sống tin kính, một đời sống cầu nguyện và một đời sống làm gương cho con cháu. Chị em Kiều khi đi ra ngoài, dù là đi học, đi chơi hay đi làm, nếu có chuyện gì trọng đại, quan trọng, chuyện vui hay chuyện không vui, đều đến nhà hoặc gọi điện thoại để được ông ngoại cầu nguyện, để được ông ngoại chúc phước. Kiều nhớ khi Kiều 4 tuổi thì ông bà ngoại và mấy dì, mấy cậu đi Mỹ. Lúc đó gia đình Kiều còn kẹt lại ở Việt Nam chưa đi được. Ngày đưa tiễn, Kiều đã khóc suốt từ sân bay cho đến lúc về tới nhà. Về tới nhà, Kiều lại tiếp tục nằm quay mặt vào tường mà khóc nữa, vì nghĩ mình sẽ không còn gặp lại ông nữa, sẽ không còn được coi chừng ông ngoại, không được nấu phở bằng lá mồng tơi cho ông. Nhưng rồi, 15 năm sau, Chúa thương xót đã cho Kiều đoàn tụ với ông mình ở xứ Mỹ này. Giờ đây, ông đã về với Chúa, Chúa sẽ chăm sóc và coi chừng ông ngoại thay cho Kiều, và sẽ tốt hơn Kiều. Kiều cảm tạ Chúa vì trong ân sủng của Ngài, lần này Kiều biết sẽ rất sớm thôi, Kiều sẽ gặp lại ông mình trên thiên đàng. Kiều sẽ lại hỏi: ông ngoại khỏe không? Ông sẽ trả lời: khỏe như voi. Và Kiều sẽ lại được nghe ông nói: cháu của ông ngoại là số 1. Tạ ơn Chúa vì được làm cháu của ông ngoại. Tạ ơn Chúa về đời sống và sự ảnh hưởng của ông. Và tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho ông sự yên nghỉ đời đời. Nước mắt vẫn tuôn dài trên má, nhưng không phải là những giọt nước mắt đau buồn, mà là những giọt lệ kim cương tràn đầy ân sủng của Chúa đã cho Kiều có ông ngoại trong cuộc đời này. Kiều đứng lên, đưa tay vẫy chào ông ngoại
với lời hẹn gặp ông nơi thiên quốc. Chưa gặp mà thương. Cuộc đời mẹ thật buồn. Mẹ là người gốc Công giáo Bùi Chu phát diệm. Trong những năm kháng chiến, mẹ có người anh bị phe bên kia giết chết, còn thân phụ thì mất tích trên sông biển hồi nào chẳng biết. Mẹ còn một người em gái, số phận trôi nổi để đưa thế nào mà hai chị em lạc loài vào Nam, hoàn toàn thất lạc gia đình. Hai trẻ mồ côi bơ vơ trong khi tuổi còn rất nhỏ. Mẹ không có ký ức gì về quê nội, quê ngoại. Kỷ niệm về cha mẹ, bà con, gia đình thật mơ hồ. Mẹ chưa một lần về lại quê cũ để tìm tung tích bà con họ hàng. Trong hoàn cảnh vất vưởng, hai chị em được một nhà giàu nhận về nuôi. Mang tiếng là con nuôi nhưng thật ra chẳng khác người giúp việc trong nhà mà lại là giúp việc không công. Mẹ không được đi học nhiều, cũng chẳng ai khích lệ theo đuổi những ước mơ hoài bão. Dù mẹ yêu âm nhạc và có giọng hát thật hay. Đến tuổi cập kê, mẹ gặp ba, một hạ sĩ quan bình thường, cũng mồ côi và nghèo như mẹ vậy. Đôi bạn cảm thông hoàn cảnh của nhau và yêu nhau bằng mối tình sâu sắc. Vậy đó, chàng lính nghèo và thiếu nữ mồ côi đã gái duyên chồng vợ. Không ai buồn sắp xếp cho cặp đôi một đám cưới, dù chỉ đơn giản. Nhưng mẹ không mà, trong cuộc đời sương gió này, rốt cuộc họ đã có nhau để cùng nắm tay dìu dắt trên từng bước thăng trầm. Nếu so với mỹ nhân hoa hậu, chắc mẹ không phải tầng lớp đó, nhưng mẹ mang vẻ đẹp âm thầm của người phụ nữ Việt Nam. Gương mặt mẹ bầu bĩnh, nước da trắng, đôi mắt to sáng, khuôn miệng lúc nào cũng mỉm cười. Nét mặt mẹ toát ra vẻ vui tươi, thanh thản, nhân hậu, hiền lành, vị tha. Nhưng không hiểu sao cuộc đời mẹ lắm gian truân. Mẹ có mái tóc đen dài, thường vén vòng lên một bên, kẹp lại một cách thanh tú. Mẹ hát rất hay, những tình ca tiền chiến, giọng ngân du dương ngọt ngào không thua một ca sĩ lừng danh nào. Buổi trưa, mẹ ngồi mây vá bên đàn con, ngâm nga bài Suối Mơ của Văn Cao, là kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Mẹ đặc biệt huýt sáo rất hay, tiếng trong, thanh, hơi dài, dịu dặt. Những tình ca qua giọng hát, tiếng huýt sáo của mẹ là ký ức ngọt ngào, sâu lắng, ghi đậm nét trong lòng đàn con. Nằm ngủ trưa trên sàn gạch bông mát lạnh, nghe tiếng hát lời ru của mẹ, đàn con an hưởng hạnh phúc thanh bình mà vàng bạc trần gian không mua được. Lương hạ sĩ quan của ba chắc chắn không thể lo nổi cho vợ con, nên kinh tế gia đình đều do một tay mẹ tảo tần gánh vác. Mẹ thức khuya, dậy sớm, lo toan mọi sự cho chồng con. Thần thái luôn tự tại, không có gì phải vội vã, không có gì phải cau có. Không ai nghe mẹ quát nạt to tiếng. Xóm giềng bằng hữu đều thương quý. Khi con không vâng lời, mẹ bảo nằm xuống. Mẹ giải thích tội, rồi hỏi, mấy roi? Để đàn con tự định bản án của mình. Những roi yêu thương ấy khiến đàn con ngoan hơn, yêu mẹ nhiều hơn. Mẹ nấu ăn rất ngon, gọn gàng, sạch sẽ, dạy con nề nếp. Mẹ giúp người nghèo rất ý nghĩa, chẳng những cho tiền cứu đói. Mẹ còn dạy họ làm ăn buôn bán để tự sinh sống, mua cho xe ba gác để có phương tiện sinh nhai. Có những người quen từng khinh dễ, làm điều xấu với mẹ, nhưng khi họ sa cơ thất thế, thiểu não ghé nhà than vãn, mẹ vẫn giúp đỡ họ tử tế. Tấm lòng mẹ thật nhân ái bao la. Ba mẹ thuộc thế hệ xưa, không thường bày tỏ tình cảm mặn nồng như các cặp đôi ngày nay. Nhưng ba mẹ sống bình an, vui vẻ, vun đắp cho nhau. Ba thông minh, tháo vát,
giúp đỡ mẹ rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, biến cố 1975 là khúc ngoặt hết sức khắc nghiệt đối với mẹ. Ba biến cố lớn xảy ra khiến nỗi u hoài của mẹ càng thêm chịu nặng. Thứ nhất, từ một người chồng, người cha tận tụy cho gia đình, sự mất đắc chí về tình thế khiến ba biến thành một người khác. Gia đình hạnh phúc của ba mẹ giờ không còn nữa. Ba mẹ sống trong hai thế giới riêng, chia sẻ một mái nhà, ăn cùng một mâm cơm, nhưng hai con tim không còn chung nhịp đập. Thứ hai, mẹ thất lạc luôn người em gái thân yêu duy nhất của mình. Sau 1975, mạnh ai nấy chạy, kiếm sống, tìm đất dung thân, thế là mẹ chẳng khi nào tìm được tung tích của dì và gia đình dì. Một gia đình 7 người mà dì đã đi đâu, về đâu không tìm được. Thứ ba, niềm vui của mẹ là đàn con yêu. Thế nhưng theo thời vận, mẹ phải đứt ruột gửi từng đứa con vượt thoát theo đường biển, đánh cuộc với tử thần để mong con được tương lai sáng lạn. Những ngày tháng thấp thỏm trong chờ tin con, mừng rỡ khi biết con đến nơi an toàn, nhưng đổi lại là chuỗi ngày thương nhớ. Vắng con, mẹ vẫn tiếp tục cuộc sống, nhưng làm sao có thể an vui bình hòa như trước. Rồi mẹ lâm trọng bệnh. Lúc đầu tưởng mẹ không qua khỏi, nhưng mẹ đã hồi phục, khỏe mạnh trở lại. Nghe tiếng mẹ tươi cười ở đầu dây bên kia đại dương, lòng con yên tâm. Nhưng vào lúc đàn con không ngờ nhất thì mẹ đã ra đi khi chưa tròn 60 tuổi. Đàn con ngơ ngác, thẫn thờ, tiếng khóc giấu trong tim. Xa cách ngàn trùng, chúng con không kịp tiễn mẹ bằng vòng khăn tang. Chúng con đã mất đi tình thương của mẹ, mất đi bầu trời xanh an bình dịu nắng, mất đi mái ấm mà dù trôi dạt phương nào, con cũng mong quay về để nghe tiếng mẹ nói, nhìn mẹ cười, được nằm trên nền gạch bông mát lạnh, nghe mẹ hát. Hết rồi, mẹ ơi, từ nay chúng con sẽ sống cuộc đời không còn mẹ. Riêng con thương mẹ, người mẹ của chồng con, với một tình thương lạ lẫm. Con chưa từng gặp mẹ, nhưng yêu thương và kính nể người phụ nữ tuyệt vời này. Bây giờ, tôi muốn tâm tình sâu xa hơn về một tình cảm chưa gặp mà thương. Đó là tình yêu sâu sắc mà tôi cùng hàng triệu, hàng tỷ người trên thế giới qua mọi thời đại dành cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi chưa từng gặp Chúa mặt đối mặt, nhưng biết chắc sẽ có một ngày tôi được gặp Chúa mặt đối mặt. Tôi chưa từng nghe tiếng nói của Ngài, nhưng tôi thường xuyên nghe tiếng Chúa qua lời Kinh Thánh, và biết chắc sẽ có một ngày được nghe tiếng Chúa. Tôi không rõ hình dáng của Chúa ra sao. Những hình ảnh Chúa Giê-xu nhan nhản khắp nơi chỉ là nét vẽ tưởng tượng của họa sĩ. Nhưng tôi biết chắc sẽ có một ngày tôi được thấy hình dáng oai nghi vinh hiển của Đấng Toàn Năng. Hiện nay, tôi chưa thấy Chúa, nhưng tôi biết sự hiện diện của Chúa bên tôi trong từng giây, từng phút. Làm thế nào tôi biết được? Là khi tôi nhìn vũ trụ bao la, kỳ bí, là điều lớn lao hơn trí óc con người có thể suy tưởng. Là khi tôi nhìn bầu trời dày đặc những vì sao lấp lánh, cách xa địa cầu hàng triệu, tỷ năm ánh sáng. Trí óc hữu hạn cho tôi biết rằng phải có một đấng tạo hóa quyền uy vô hạn làm nên những điều đó. Là khi tôi tự do hít thở trong bầu không khí Chúa dựng nên miễn phí cho tôi. Là khi tôi thấy thiên nhiên xinh đẹp tuyệt vời, muôn màu, muôn sắc, từ đỉnh núi vút cao đến đại dương sâu thẳm. Là khi tôi thấy muôn loài vạn vật, từ chim bay, cá biển, đến mọi loài sống trên đất, mỗi loài một hình thể, màu sắc, cá tính khác nhau. Là khi tôi thấy sự sinh sản, từ một cái trứng nhỏ xíu hình thành nên một hữu thể có ý nghĩa. Là khi tôi thấy một em bé được sinh ra, tiếng khóc đầu đời mang theo một linh hồn bất tử. Là khi tôi thấy thân thể con người được Chúa sáng tạo, diệu kỳ, đôi mắt, bàn tay, trái tim, gan, thận, khối óc,
toàn thể các cơ quan là một bộ máy siêu phàm, không ai bắt chước nổi, chỉ có thể là sự sáng tạo của Đức Chúa Trời tuyệt đối. Là khi trong cô đơn, tôi cảm nhận được sự an ủi và tình yêu thương Chúa dành cho. Là khi phạm lỗi lầm, tôi biết đau khổ ăn năn, mong được tha thứ. Là khi tôi biết Chúa Giêsu đã đến thế gian, chịu chết thay tôi, thay nhân loại, để ai tin thì được cứu rỗi. Là khi tôi biết Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, để bảo đảm sự cứu rỗi cho tôi. Là khi tôi biết cuộc đời tạm bợ này rồi sẽ qua đi, tôi sẽ về nơi vĩnh hằng với Chúa. Là khi tôi biết Chúa sẽ trở lại một ngày nào đó để dẹp bỏ tất cả điều ác, thành lập vương quốc công chính của Ngài. Là khi tôi biết Chúa dành sẵn thiên đàng vinh hiển chờ đón tôi là món quà vô giá miễn phí Chúa ban tặng. Tôi nhận bởi đức tin vào ân sủng diệu kỳ của Chúa, không bởi công đức hay phẩm hạnh riêng mình. Là khi tôi nhận biết Chúa yêu tôi bằng tình yêu vô điều kiện, khi tôi chỉ là một tội nhân không xứng đáng được yêu. Đây chỉ là một phần trong hàng vạn lý do khiến tôi chưa gặp mà thương Chúa. Một tình thương không phải mơ hồ, ảo tưởng, mà là tình thương dựa trên thực tế hàng ngày tôi đang sống động. Một thực tế giờ đụng đến được khi tôi đang tận hưởng sự sống diệu kỳ Chúa ba. Bạn thân mến ơi, bạn đang sống trong tình thương vô biên của Chúa mà bạn không biết. Dù bạn chưa gặp Chúa, nhưng Chúa biết bạn rất rõ. Ngài yêu thương bạn vô cùng. Ngài bày tỏ tình yêu ấy qua vũ trụ, địa cầu, qua sự chết đền tội của Ngài, qua sự sống lại và sự trở lại của Chúa. Chúa đang chờ đợi bạn đáp lại tình yêu thương của Ngài. Nếu bạn chờ gặp Chúa rồi mới thương thì e rằng quá trễ. Thân mời bạn đến gia nhập hội đoàn chưa gặp mà thương của những người con Chúa. Bài viết của Bình Minh. Mà nằm ngay trong não bộ về kích cỡ, cấu trúc và tính nhạy bén. Não bộ người nữ nhỏ hơn khoảng 15% so với người nam. Nhưng phần khả dụng của bộ não của người nữ thường có mật độ tế bào, thần kinh dài hơn. Đây mới chính là điểm làm cho hai bộ não nam và nữ khác nhau. Khi người nam sử dụng bộ não thì neuron, thần kinh hoạt động mạnh ở một số vùng nhất định. Nhưng khi người nữ suy nghĩ, những tế bào thần kinh trong não của họ sáng lên, kết nối với nhau trên một bề mặt rộng hơn. Một trong những giải thích về sự khác biệt giữa hai giới là một cái cầu tên callosum nối hai phần của não bộ ở bên dưới. Não người nữ có chiếc cầu dài hơn của người nam, làm cho việc trao đổi chéo giữa hai bán cầu não được thực hiện. Có người cho rằng có lẽ vì vậy mà người nữ nhiều trực giác hơn người nam. Bộ não người nữ phản ứng mạnh hơn đối với các sự kiện thuộc lĩnh vực tình cảm. Tiến sĩ Mark George đã tiến hành nhiều thử nghiệm quan sát não bộ của cả hai giới trong lúc họ đang nhớ lại những cảm xúc quá khứ của họ. Ông phát hiện một điều thú vị là hai giới phản ứng trước cảm xúc hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là với nỗi buồn. Cùng liên quan đến một trạng thái tình cảm, những neuron gây sầu muộn ở người nữ thường lan tỏa trên một diện tích rộng gấp 8 lần so với người nam. Có lẽ vì thế mà nguy cơ mắc bệnh trầm cảm ở người nữ gấp 2 lần người nam. Bộ não của người nữ
còn có khả năng giúp họ hiểu tình cảm của người khác tốt hơn người nam. Tiến sĩ Raquel Gurr, chuyên gia về thần kinh của Đại học Pennsylvania, đã tiến hành một số thử nghiệm trên người nữ và người nam. Những người tham gia được xem gương mặt của các diễn viên khi họ biểu lộ tình cảm. Cả hai giới đều nhận ra ngay những nét mặt mô tả hạnh phúc, nhưng người nam tỏ ra khó khăn hơn trong việc nhận biết nỗi buồn của các diễn viên này. Người nữ thường biểu lộ qua lời nói, lý do là người nữ có xu hướng học nói sớm hơn và đọc chữ nhanh hơn người nam. Có thể người nữ sử dụng những neuron thần kinh ở hai bên bán cầu não khi họ đọc, còn người nam chỉ sử dụng một phần số neuron ở bán cầu não trái. Người nữ định hướng khác hẳn người nam. Trên đường đi, người nữ thường để ý đến những gì nhìn thấy, đặc biệt là những nơi có dấu hiệu lạ, chẳng hạn như một quán cà phê ở góc phố hay một nhà thờ đối diện với một sân trường học. Khi nhớ lại đường đi, người nữ thường liên tưởng đến những dấu hiệu như thế. Trong khi đó, người nam hay nghĩ tới phương hướng và khoảng cách. Nói chung, người nam định hướng không gian tốt hơn và thường đạt điểm cao hơn trong những bài toán như đoán một vật quay ở không gian 3 chiều. Một quan sát của nhà tâm lý Thomas Cook ở 500 người, gồm cả nam lẫn nữ, cho thấy rằng ở mọi lứa tuổi, trí nhớ của người nữ trội hơn hẳn người nam. Người nữ đặc biệt nhớ giỏi hơn những tên trong một danh sách đi liền với gương mặt. Bộ óc người nữ lão hóa chậm hơn người nam. Não bộ người nam thường co lại nhanh hơn so với người nữ. Vì thế, trí nhớ ở người nam sút giảm nhanh hơn. Lý do là cùng với quá trình già đi của thân thể, não của người nữ dùng ít năng lượng hơn, trong khi não người nam dùng rất nhiều năng lượng so với khi còn trẻ. Thật ra, không cần phân tích nhiều, ta cũng thấy người nam và người nữ đã có những khác nhau về căn bản, thể xác và giới tính. Nhưng bài nghiên cứu kể trên của báo Reader Digest cho thấy khác biệt trong não bộ và trung khu tư tưởng của con người. Nhưng có lẽ nhiều người chưa biết người nam và người nữ có nhiều điểm giống nhau. Cả người nam và người nữ đều được tạo dựng nên từ cát bụi và cũng sẽ trở về cát bụi. Cả hai đều phạm tội như nhau và cùng bị Thiên Chúa loại ra khỏi vườn địa đàng Eden. Cả hai đều cùng được cứu ra khỏi tội và được tái tạo nên người mới nếu đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu là đấng đã hy sinh chết chuộc tội cho tất cả. Cả hai đều hưởng được đời sống vĩnh hằng nếu chân thành tin Chúa và được tha tội. Cả hai đều có thể đến với Chúa để nhận nhiệm vụ làm nhân chứng cho Ngài. Và còn nhiều điểm giống nhau nữa. Mời bạn tiếp nối Chân Trời Mới. Hãy làm khi mình còn có thể. Tác giả Vân Phương. Đố ai đếm hết lá rừng, đố ai đếm hết các tầng trời cao, đố ai đếm hết vì sao, đố ai đếm hết công lao mẹ già. Cuộc sống hiện đại vội vàng, hối hả đã kéo chúng ta vào trong cuộc chạy đua mệt mỏi, không có điểm dừng. Chúng ta phải chạy đua với công việc, với cơm áo gạo tiền, ước mơ nhà cao cửa rộng, địa vị trong xã hội, gia đình, nhu cầu của con cái và còn nhiều nhu cầu khác nữa. Để rồi chúng ta không còn có những khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn mình để nhớ về mẹ, người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho chúng ta. Có khi nào bạn nghĩ khi cuộc đời của mẹ mình đã vào tuổi xế chiều, khi lưng còng, tóc bạc, da mồi, mắt nhìn không rõ, tai không nghe rõ thì thật sự nhu cầu của họ là gì? Nói về công ơn của mẹ thì không người con nào không từng trải nghiệm được tình yêu thương vô bờ bến từ mẹ của mình.
ngoại trừ trường hợp mẹ mình qua đời sớm hay vì hoàn cảnh nào đó mà phải xa mẹ từ tấm bé. Đó là sự mất mát mà không có điều gì trên thế gian này có thể bù đắp được. Hầu hết ai trong chúng ta cũng đã được làm mẹ hay sẽ làm mẹ. Chúng ta đều cảm nhận được thiên chức cao quý và quan trọng đó. Đối với người mẹ, trách nhiệm làm mẹ thật nặng nề. Nó không chỉ đòi hỏi chúng ta thời gian, sức lực, tiền bạc mà còn đòi hỏi chúng ta có một trái tim yêu thương vô bờ bến. Một sự hy sinh lớn lao mà không một thứ gì có thể đo lường, đong đếm hết tình yêu và sự hy sinh đó. Có điều gì mà bạn tiếc không muốn dành tặng cho con của mình? Có phải chúng ta đã dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể? Chúng ta vui khi con mình vui, buồn khi con buồn. Chúng ta cũng đã mất ăn mất ngủ khi con đau ốm. Và chúng ta, những người mẹ cũng đã từng đau cùng một nỗi đau khi con mình đau yếu bệnh tật hay bị thất bại, bị đổ vỡ một mối quan hệ nào đó. Phải chăng những điều chúng ta đang làm thì mẹ chúng ta cũng đã từng làm cho chúng ta? Với sự tiến bộ của xã hội ngày nay thì việc nuôi con đã đơn giản đi rất nhiều, nhưng các bà mẹ vẫn thấy mệt mỏi, thấy áp lực. Thì bạn ơi, sự mệt mỏi và áp lực mẹ bạn đã từng chịu đựng chắc hẳn còn rất nhiều lần hơn bạn và tôi bây giờ. Điều gì những người mẹ cần ở con mình khi họ trở về già, khi bệnh tật đã bắt đầu gặm nhấm vào thân thể mỏi mòn theo năm tháng của họ, khi họ mất dần những quan hệ xã hội, khi họ không tự lái xe, không tự làm những điều mình thích như họ đã làm trước đây? Những bà mẹ đó trở nên cô đơn, trầm cảm, thấy mình trở nên vô dụng, làm gánh nặng cho con cái. Có người đã rơi vào sự trầm cảm. Phải chăng ở tuổi này, những người mẹ già vẫn còn cần nhiều tiền hay những đồ trang sức quý giá, những bộ quần áo đẹp, giày dép, mũ nón đắt tiền, hợp thời trang? Bao nhiêu cuộc thăm dò ý kiến từ những người mẹ trên khắp thế giới, trên mọi màu da và sắc tộc, thì họ vẫn có chung một câu trả lời: điều mà những người mẹ lớn tuổi cần nhất, đó là thời gian mà họ có con cái cháu chắt quây quần bên mình. Của cải vật chất rồi cũng qua đi, nhưng tình yêu thì mãi còn ở lại. Bạn ơi, những ai còn mẹ hãy trân trọng những giây phút đó, hãy yêu mẹ mình nhiều hơn, hãy tạo cho mẹ mình một cảm giác được yêu thương, được trân trọng, một cảm giác an toàn, được bảo bọc, được che chở từ bạn như họ đã từng làm khi bạn còn nhỏ. Xin đừng nói một lời nào, một cử chỉ nào, một hành động nào để làm buồn lòng mẹ, hay để mỗi đêm trong bóng tối, những giọt nước mắt của người già lại tuôn rơi, để rồi sáng mai khi một ngày mới lại bắt đầu, họ lại lau khô những giọt nước mắt đó, gạt đi tất cả nỗi buồn, tiếp tục sống một cuộc đời làm mẹ luôn vì niềm vui và hạnh phúc của con mình. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng muốn cho mẹ mình được vui vẻ, bình an trong tuổi già. Vậy thì bạn ơi, cách tốt nhất xin bạn đem mẹ mình đến với Chúa, vì chỉ trong Ngài mới có tình yêu thật sự và bình an. Chỉ có Chúa mới là đấng tin cậy để bạn trao gửi mẹ của mình. Nếu mẹ của bạn cảm nhận được tình yêu của Chúa, cảm nhận được sự hiện diện của Chúa với bà, thì có điều gì bà phải lo sợ, bất an? Ánh sáng của lời Chúa và đời sống vĩnh cửu tốt đẹp trên thiên đàng phải chăng là điều giúp cho những bà mẹ sống vui vẻ, bình an, thỏa lòng trong những ngày ngắn ngủi còn lại trên đất này? Hãy dành thời gian đưa mẹ mình đến nhà thờ mỗi tuần. Hãy đưa mẹ mình đến họp và những buổi họp của ban cao niên. Ở nơi đó, những bà mẹ sẽ tìm được những người cùng chung hoàn cảnh, chung tiếng nói, chung nỗi niềm và cùng chung một cha thiên thượng. Ở những buổi nhóm họp đó, các bà mẹ sẽ được nghe lời Chúa để giúp họ thêm nghị lực, thêm sự lạc quan cho cuộc sống của mình. Ở những buổi họp đó, họ được chăm sóc, được đưa đón, được ăn những món ăn mà mình yêu thích phù hợp cho sức khỏe. Không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Có những lời hứa với mẹ
mà khi mẹ nằm xuống thì lời hứa đó vẫn chưa có cơ hội được thực hiện. Sự hối tiếc đó để lại trong lòng người con nỗi xót xa ân hận suốt quãng đời còn lại của mình. Xin đừng để dành tiền lo cho mẹ mình một đám tang trọng thể với một cỗ quan tài đắt giá hay một mảnh đất chôn mẹ mà mỗi người bước qua phải trầm trồ. Xin hãy đánh đổi hết những thứ đó cho những nụ cười hạnh phúc mà mẹ bạn cần có ngay bây giờ. Xin đừng hứa hãy làm việc đó ngay ngày hôm nay. Khi bạn rời khỏi căn phòng này, xin hãy nhớ đến mẹ bạn. Hãy gọi điện thoại để nói với mẹ bạn rằng bạn rất thương mẹ. Hãy nói với mẹ những lời cảm ơn với những gì mà mẹ bạn đã làm. Hãy nói lời xin lỗi. Hãy hàn gắn những đổ vỡ giữa quan hệ mẹ con. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể khi bạn còn có điều kiện, còn có mẹ. Những thứ gì mất đi bạn còn có thể kiếm lại được, nhưng thời gian thì không. Và mẹ bạn cũng là trường hợp ngoại lệ đó. Hãy sống chậm lại một chút, đơn giản một chút, ước ao những điều đừng quá cao xa để bạn có nhiều thời gian hơn dành cho mẹ. Một trong những điều răn Chúa dạy chúng ta, mệnh lệnh của Ngài là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Và điều phước hạnh kèm theo mệnh lệnh đó là hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Nếu bạn đã làm thì hãy tiếp tục và trân quý những thời gian mà mình còn có mẹ. Nếu bạn chưa làm hết lòng hay chưa có cơ hội, hãy làm hết lòng mình, hãy dành nhiều thời gian nhất mà bạn có thể để nói lời yêu thương, an ủi, động viên và cùng đồng hành với mẹ trong quãng đời ngắn ngủi còn lại của bà. Cầu xin Chúa ban cho tất cả bà mẹ được tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, bình an bên gia đình và con cháu của mình. Yêu. Tính khí của con người bao gồm hỷ nộ ai lạc ái ố dục hay mừng giận vui buồn yêu ghét muốn. Tuy nhiên, các tính này trong mỗi người có mức độ không bằng nhau. Tùy theo từng người mà tính khí này mạnh, tính khí kia yếu, nhưng ai cũng có đầy đủ các tính khí này. Không ai là người lúc nào cũng giận mà không biết vui, cũng không có người chỉ biết thù ghét mà không hề thương mến. Trong đời không ai không biết đau khổ, cũng không ai là không gây đau khổ cho người khác. Phải nhìn nhận rằng những người ta yêu mến cũng nhiều và những người ta ghét cũng không ít. Có khi ta không gọi là yêu mà là thân, cũng có khi không gọi là ghét mà chỉ không ưa mà thôi. Chúng ta sống là sống với người khác. Đôi khi ta cũng rất chủ quan, muốn người khác giống như mình mới là tốt. Chính vì vậy mà có chuyện hợp và xung. Người này ta thích nói chuyện cả ngày, người khác ta chỉ chào hỏi qua loa. Ta muốn cho người này mọi thứ, nhưng sẽ không bao giờ cho người ta không thích điều gì cả. Vợ chồng sống với nhau trước tiên là thương, yêu, chiều chuộng nhau. Nhưng rồi cũng có những việc bất đồng vì quan niệm, phán đoán và phản ứng khác nhau. Những năm sống chung, muốn tránh xung khắc, mỗi người đều phải chịu đựng và kiên nhẫn. Như thế cơm mới lành, canh mới ngọt và hạnh phúc mới tồn tại. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng yên ấm. Có những cặp vợ chồng xung khắc mãi trở thành thói quen, họ chỉ sống với nhau vì nghĩa hơn vì tình. Đây là tình trạng thảm hại hơn cả. Quan hệ giữa cha mẹ với con cái khi còn nhỏ khác với khi con đến tuổi thiếu niên. Con cái bắt đầu thay đổi, còn cha mẹ thì không. Từ mái tóc lạ cho đến những vật trang sức có khi làm cha mẹ khó chịu vì thấy con lố bịch không giống ai hoặc là giống mẫu người mà mình ghét. Chúng mặc quần ống rộng và ngắn, áo quá ngắn hoặc quá dài, tai đeo bông, cổ đeo những vòng hạt,
tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, giày dép kiểu mẫu quái dị. Dĩ nhiên là cha mẹ sẽ dùng quyền ngăn cấm, trách phạt. Nhưng cũng đến một lúc, cha mẹ không sao nhổ gai trước mắt, đành than vãn, bực bội và khó chịu. Đứa trẻ nói mình không phạm lỗi gì cả và cũng không ai lên án. Trong khi đó, đa số cha mẹ cho rằng con cái ăn mặc lố lăng là hư hỏng và làm nhiều hành vi không thể chấp nhận. Lâu ngày, đứa trẻ cảm thấy cô đơn, nó muốn được người khác chú ý, chấp nhận, nên cứ theo sở thích mà làm. Nếu không có tiền mua thứ mình muốn, chúng có thể mượn đồ đạc của bạn cùng lứa, cùng sở thích. Mặc dầu những đứa trẻ ấy chưa vi phạm gì gọi là tội lỗi, chúng vẫn không được coi là tử tế. Nhưng điều đề cập ở đây là thái độ của mỗi người. Cha mẹ không thể chấp nhận lối phục sức của con đến nỗi cho rằng nó không phải là con của tôi. Nhưng cha mẹ không thể phủ nhận nó vẫn là con của mình. Và đứa trẻ cũng không thể phủ nhận sự thật đây là cha mẹ của chúng. Và thế là giữa con cái và cha mẹ luôn có mối bất hòa. Tình thương giảm dần và sự bực tức gia tăng đến mức nếu con không thay đổi, con có thể rời khỏi nhà. Mối liên hệ đổ vỡ vì trẻ con nóng tính hơn người lớn. Vậy thì thái độ của cha mẹ phải như thế nào để không làm hỏng mối tương giao ruột thịt này? Câu hỏi căn bản là: thứ nhất, yêu một người với ghét một người thì việc nào dễ hơn? Thứ hai, có những điểm tốt nào trong con cái mà ta có thể khen? Thứ ba, tai hại nhất của lối ăn mặc và cử chỉ của con cái là gì? Với câu hỏi thứ nhất xin trả lời: ghét một người dễ hơn là thương yêu người ấy. Xét cho cùng, ta ghét rất nhiều người hơn là ta thương. Câu thứ hai, bất cứ người nào cũng có những điểm tốt mà nếu suy nghĩ kỹ ta sẽ liệt kê ra được. Chính những điểm tốt này là điều ta cần chú ý để có thể tha thứ những điểm xấu, vì đây là giá trị của người đó. Câu thứ ba, việc ăn mặc lố lăng của thanh niên sẽ chấm dứt khi chúng trưởng thành và không cần gây chú ý nữa, nhất là khi có thay đổi trong tâm hồn người ấy. Căn cứ vào ba nhận định kể trên, thì cha mẹ nên: thứ nhất, tìm ra những điểm tốt của con, khen ngợi bằng lời nói trước người khác. Làm như thế, đứa trẻ sẽ cảm thấy được chú ý, được chấp nhận và sẽ không có thái độ nổi loạn nữa. Thứ hai, nên tìm những điểm tốt trong con cái. Từ đó cha mẹ có thể thương con thay vì tức giận, ghét bỏ. Thương bằng hành động và sự tôn trọng. Thương khó hơn ghét. Cha mẹ nên học cách thương con cái mình dù chúng nổi loạn. Khi tái lập lại tình thương, ta sẽ không phê bình, chỉ trích con cái nữa, mà sẽ quan tâm về nhu cầu của con. Thái độ tiêu cực thay bằng những câu nói khuyến khích nâng đỡ. Khi tình thương tái thể hiện, thì gia đình sẽ vui vẻ, cởi mở và hạnh phúc sẽ lan tràn. Thứ ba, chịu khó chờ cho đến khi có thay đổi trong đời sống của con, bỏ hẳn tự ái và phê bình vì danh dự của mình, nhưng xây dựng vì hạnh phúc của con bằng những hướng dẫn về giáo dục và tài khéo léo. Dĩ nhiên, không có phương pháp nào là hoàn hảo và đem lại phép lạ thay đổi một đứa trẻ bằng việc Chúa được tôn trọng trong đời sống của chúng và được cha mẹ nâng đỡ, hỗ trợ. Khi hai việc này xảy ra, con cái sẽ vì cảm kích sẵn sàng thay đổi và trở nên người tốt cho Chúa. Cầu xin Chúa hướng dẫn mỗi gia đình để hạnh phúc thể hiện và những mối xung khắc không cần thiết sẽ tan biến. Cầu xin Chúa ban phước lành cho những người chỉ mong hòa bình và niềm vui ngay trong gia đình của mình. Bài viết của Nguyễn Sinh. Yêu thương con hơn cả muôn sự của
trên đời mênh mông, ôi tình như đại dương. Mẹ ơi, mẹ của con, mẹ dắt dìu con, che chở con, mẹ bảo vệ con, chứ con người bảo tôi trong đời, chứ tôi trong đời.